Hello, chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Bang Bang Gaming. Thì ngày hôm nay Ryan đang đứng ở một cái booth rất là hoành tráng ở trong sự kiện ngày hôm nay, là booth của IGG tại Việt Nam. Thì hôm nay rất là may mắn gặp được anh Lợi ở đây, đại diện IGG tại Việt Nam. Thì em muốn có một số câu hỏi phỏng vấn anh. Anh sẵn sàng không ạ? Đầu tiên thì em muốn anh giới thiệu sơ lược về bản thân của mình đó. Và em muốn hỏi rằng là khi mà YGG ở Việt Nam như vậy, trong thời gian sắp tới sẽ có những cái chương trình gì hấp dẫn hoặc là những cái chương trình ưu đãi gì dành cho những cái user tại Việt Nam của mình hay không anh ha? Xin chào mọi người. Thì mình tên là Hàng Minh Lợi, là Country Manager của YGG tại Việt Nam. Thì YGG trong thời gian sắp tới sẽ có rất triển khai rất là nhiều cái dự án game mà YGG đã partner cũng như là đã đầu tư, thì sẽ triển khai sau này sẽ có những dự án game rất nhiều thể loại như là move to earn hay là thậm chí là learn to earn. Thì đó là những cái thể loại game mà đa dạng hơn trong cái hệ sinh thái của YGC có thể triển khai tới người Việt Nam cũng như xây dựng cộng đồng tại Việt Nam. Dạ ok, em cảm ơn anh rất nhiều. Thì em biết rằng anh là đang là một trong những người đang tổ chức cái chương trình hoành tráng ngày hôm nay. Thì không biết là em thấy đối với anh thân của em á, em thấy đây là một chương trình thật sự là hoành tráng nhất từ trước giờ em được tham gia. Và giống như nó có mang lại một cái bộ mặt mới dành cho thị trường blockchain tại Việt Nam vậy á. Thì không biết là cảm xúc của anh hôm nay là như thế nào, và không biết là trong thời gian sắp tới như vậy á thì sẽ có những cái chương trình hoặc là những cái sự kiện như vậy trong thời gian sắp tới hay không? Cảm ơn là mọi người đã tham gia sự kiện ngày hôm nay. Thì sự kiện hôm nay thì thật sự là không phải riêng YGC mà rất nhiều cái đối tác đã cùng YGC để xây dựng như là Spaceship tổ chức ra cái event này, để mong muốn là thứ nhất là phổ cập gọi là thông tin về blockchain đến tất cả người dân, cũng như là tất cả các bạn trẻ mà muốn tìm hiểu về công nghệ blockchain cũng như là nền công nghiệp game không chỉ riêng ở Việt Nam mà thế giới. Thì trong những sự kiện sắp tới YGC cùng với các đối tác sẽ tổ chức thì chủ yếu là sẽ hướng thêm về cái mảng về giáo dục, giống như là đào tạo các lập trình viên trẻ, các những cái bạn mà muốn tìm hiểu hơn về công nghệ blockchain để triển khai các dự án cho cộng đồng Việt Nam. Okay, cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ của anh. Thì anh em có thể thấy được rằng á, YGG không chỉ là một cái game vui, mà sắp tới á, YGG còn về đào tạo nè, về đào tạo rất nhiều nhân sự cho ngành blockchain sắp tới. Nên là vì thế khi mà anh em xem video này nè, nếu anh em có một mong muốn nào đó mà tham gia hoặc là muốn đào tạo về một cái ngành lĩnh vực nào đó trong blockchain, thì anh em có thể là xem, mình sẽ để lại cái đường link của YGG ở dưới phần mô tả video của mình nha, anh em cùng nhau tham gia nha. Và em rất cảm ơn anh trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và mong một ngày nào đó anh em mình sẽ có chung một khung hình với nhau hoặc là livestream với nhau trong thời gian sắp tới trên kênh của BBQ Minh Anh nha. Ok, cảm ơn anh rất nhiều.